Tâm sự khi vợ đẻ. Tôi vỡ òa trong niềm vui sướng. Vui sướng đến tột cùng khi nghe bác sĩ hé cửa, ló đầu ra và nói: "Mẹ tròn con vuông rồi, xin chúc mừng cả nhà nhé." Ôi, con tôi xinh quá đi thôi. Từ làn da bánh mật, cái mũi tẹt y hệt mình vậy. Tôi đón nhận đứa con đầu lòng từ tay các bác sĩ, nâng niu sinh linh bé bỏng vừa chào đời, mà cả người cứ run lên vì cảm động, phần vì thèn thèn những giây phút đầu tiên tôi được làm cha. Ôi con tôi, thiên thần bé nhỏ của tôi. Vợ tôi, người nhỏ thó, thế mà cũng sinh được đứa con lớn phết, sấm suýt 3 kg cơ mà. Các chị tôi vây quanh bảo: "Cậu bế con khéo quá." Lại có tiếng ai nhắc: "Khéo không đánh rơi nó." Ôi rơi thế nào được, tôi thầm nghĩ như vậy. Hai tay ôm đứa bé, lưng hơi cúi khom xuống, gói trọn con vào lòng. Nhớ khi cưới nhau đã hơn 5 năm mà chưa có gì. Bà con cô bác và bạn bè gặp ai cũng hỏi: "Đã gì chưa? Có bầu rồi hả?" Ban đầu thì ái ngại, tôi thẹn đỏ cả mặt. Sau thì đâm lo lắng, đưa nhau đi bác sĩ. Họ bảo sức khỏe sinh sản cả hai vợ chồng đều tốt cả. Thế mà chờ mãi chẳng thấy gì nhỉ. Lo quá đi thôi. Có hôm bà mợ đến hỏi thăm, tôi nghe tiếng mẹ tôi quay đi, lén giấu một tiếng thở dài. Nhìn mái tóc mẹ đã điểm những sợi bạc, tôi thương mẹ, thương vợ. Nhiều lúc có chuyện không vừa ý, định trách cứ một tiếng mà lại thôi. Bao chuyện cần lo, trách cứ nhau chi cho phiền lòng. Hồi thấy vợ cứ chốc lại đùm một túi trứng vịt lộn, mình thấy lạ. Chẳng phải bữa vợ cũng luộc cho 2-3 quả, một chút giấm, vài sợi gừng hay lát chanh, lát ớt bảo ăn. Mình lơ ngớ bảo: "Sao mỗi mình tôi ăn?" Vợ lảng nhìn đi chỗ khác không trả lời. Mẹ tôi thì bước vào, gõ vào đầu tôi như ra lệnh: "Ăn đi con, mọi người ăn lúc nào mà chả được." Mà mình thì đâu có thích cái món này cơ chứ. Tôi vốn sợ trứng vịt lộn. Lại có hôm vừa về nhà đã thấy sực lên mùi thuốc bắc. Tôi hỏi mẹ: "Thuốc bắc cho ai về mẹ?" Mẹ bảo: "Cho mày chứ ai." Mẹ bảo vợ con nó cắt cho mấy thang đấy. Tôi bỗng nổi cáu: "Vợ con hư rồi, không biết đến cha mẹ mà chỉ nghĩ đến chồng." Mẹ tôi thuận tay vụt mấy cái cán quạt nan vào mông tôi: "Đừng có nói bậy." Ôi vợ tôi, ôi cha mẹ tôi, đã bao giờ mình nghĩ đến việc cắt thang thuốc bắc cho các người đâu. Con hư thì có, phải không cha, phải không mẹ? Một đêm vợ bảo hình như em có rồi ấy. Tôi giật mình, vặn hỏi mãi vợ mới nói có bầu. Rồi vợ tôi béo hơn một chút và dáng đi ngả dần về phía sau. Có hôm nghe ai nói xấu như bà chửa, lại có người bảo nếu nghĩ rằng chẳng mấy họ sẽ dâng đời một đứa bé bụ bẫm, ta sẽ thấy những bà chửa đẹp đẽ lắm, xinh xẻo lắm. Tôi thì không nghĩ gì, chỉ lo khi vợ mình vẫn đồng ải, vẫn vườn tược.
Có bà cô nhắc khéo vợ tôi không được bước qua mương nước, qua gò cao. Tôi bảo mẹ đi làm đồng, chỗ nào chẳng có mương nước có gò cao. Lại bị mẹ mắng: mày thì biết cái gì, người chữa cửa mả đấy con à. Là sao nhỉ? Làm sao mà to tát đến vậy? Vợ hết những ngày nôn khan, bớt lo. Bụng vợ lớn lên, tôi mừng thầm. Và bụng vợ xa xuống, tôi lại lo. Lo quá, người chừa cửa mả cơ mà. Cái hồi biết vợ tôi mang bầu, người thì hỏi thăm, định đặt tên đứa bé là gì, con gái thì đặt tên ra sao, con trai thì đặt tên thế nào. Có người thì lại bảo người ta kiêng cữ, đừng nghĩ đến chuyện đặt tên. Tôi chỉ biết gãi đầu, chả biết trả lời ra làm sao cả. Rồi cả nhà tất bật, từng đùm xông áo và gọi xe đưa vợ tôi đi đẻ. Làm tôi quính lên, và tôi hoảng thật sự. Và tôi lại cáu với cả nhà: làm sao mà cứ cuống quýt lên thế, hãy bình tĩnh. Bà mợ lưng đã còng, ôn tồn: việc này không chậm được con à. Ngày xưa mẹ mày để tọt dọc đường đấy. Bà mợ nói vậy làm tôi lại càng quính quáng lên. Câu chuyện có thế nên tôi mừng, tôi vui. Xin các bạn cùng chúc mừng cho tôi nhé. Và sau đây xin mời các bạn nghe bức thư răn dạy con của cố Thủ tướng Đài Loan Tôn Vận Tuyển, được cả thế giới ngưỡng mộ. Con trai yêu dấu. Viết những dòng căn dặn này, cha dựa trên ba nguyên tắc: đời người phúc họa vô thường, không ai có thể biết trước mình sống được bao lâu. Vậy nên có những việc nên nói sớm thì sẽ tốt hơn. Nếu ta không nói với con những điều này thì sẽ chẳng có ai nói với con cả, bởi ta là cha của con. Những điều dưới đây là kết quả từ kinh nghiệm xương máu, từ những lần nếm mùi thất bại và cay đắng trong cuộc đời mà bản thân cha đã trải qua. Nó sẽ giúp con tiết kiệm số lần vấp ngã trên bước đường trưởng thành của con sau này. Và đây là những điều con nên ghi nhớ trong đời. 1. Đừng mất thời gian cho những người đối xử tệ bạc với con. Trong cuộc đời này, không ai có nghĩa vụ phải đối tốt với con, ngoại trừ ta và mẹ con. Với người đối xử tốt với mình, ngoài việc con phải biết ơn và trân quý, thì thận trọng suy xét. Ở đời, ai làm việc gì cũng phải có mục đích và nguyên nhân. Họ chưa chắc thật lòng giúp đỡ, nên con chớ vội vàng xem đó là tri kỷ. 2. Ở đời, không ai là không thể thay thế hoặc gắn bó với con mãi mãi. Hiểu được lẽ này, ngay cả khi người bạn đời không cần con nữa, hoặc đánh mất thứ yêu quý nhất, con cũng đừng tự chuốc lấy buồn phiền. Hãy nghĩ chẳng có gì to tát cả. 3. Đời người ngắn ngủi. Nếu hôm nay con lãng phí thời gian, thì ngày mai sẽ giật mình nhận thấy quãng đời đó chẳng bao giờ có thể trở lại. Con càng sớm trân trọng cuộc đời thì sẽ tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Thay vì cầu mong sống thọ, con hãy cứ tận hưởng đi. 4. Trên thế gian này chẳng hề có chuyện tình yêu vĩnh cửu. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Bởi theo thời gian và hoàn cảnh, tình cảm cũng sẽ thay đổi. Nếu người yêu rời xa con, hãy để thời gian chữa lành vết thương. Đừng bao giờ ôm hận hay chìm đắm trong nỗi đau để rồi bi lụy vì tình. 5. Có nhiều người
đạt được thành công vang dội dù việc học hành dở tệ. Điều này không có nghĩa là không cần học mà vẫn thành công. Có những điều con học được là vũ khí trong tay. Con có thể làm nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng đừng bao giờ thiếu sự hiểu biết. Hãy ghi nhớ điều này. 6. Cha không thể bao bọc mãi cho con trên bước đường trưởng thành, và càng không yêu cầu con phải phụng dưỡng ta trong nửa đời còn lại. Con cần phải tự lập, và đây là lúc cha đã làm tròn trách nhiệm của mình. Sau này cuộc sống của con ăn ngon mặc đẹp, lái xe sang hay sống kham khổ thì tự mình lo liệu. 7. Con có thể yêu cầu bản thân toàn tâm, toàn ý với người khác, nhưng không thể bắt họ giữ chữ tín với mình. Không phải con đối đãi với người ta thế nào thì sẽ nhận lại được như thế. Con sẽ tự mang phiền phức và bức bối cho bản thân mình nếu không hiểu điều này. 8. Cha đã mua vé số hơn 20 mấy năm nay, nhưng chưa một lần đoạt giải, dù là giải thấp nhất. Điều này chứng tỏ rằng muốn thành công phải nỗ lực và chăm chỉ làm việc, chứ đừng mong đợi vào điều may mắn. 9. Gia đình là duyên phận duy nhất, vậy nên hãy trân quý khoảng thời gian sum họp và sống đoàn tụ, bởi kiếp sau dù có thương hay không thì cũng khó còn gặp lại nhau. Cuối cùng, cha muốn nói với con, cách tốt nhất để đền đáp công ơn cha mẹ là chăm sóc tốt cho bản thân. Với trẻ nhỏ, hãy ân cần dạy bảo, đối xử với mọi người thật ôn hòa, nuôi dưỡng các mối quan hệ, hướng tới sự hoàn thiện. Kính thưa các bạn, bức thư răn dạy con của cố Thủ tướng Đài Loan Tôn Vận Tuyển đăng trên trang giáo dục thời đại.vn theo eva.vn đã khép lại clip này. Xin kính chúc các bạn thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường. Thân ái kính chào.